Chào mừng quý chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì trước mặt em đây nó chiếc Hyundai Venue phiên bản xăng đặc biệt. Thì trong video này thì em sẽ đề cập đến chính sách giá của các phiên bản Venue cũng như màu xe sẵn giao và chương trình trả góp thời điểm tháng 6 năm 2024. Thì theo thông tin trên đài báo thì chỉ còn khoảng gần một tháng nữa thôi, là vào tháng 7 dương thì chương trình giảm thuế sẽ được áp dụng 50% cho với xe lắp ráp trong nước. Thì ở Hyundai bọn em thì có chủ yếu là các xe là lắp ráp trong nước, trừ phiên bản Hyundai Stargazer là được nhập khẩu Indo thôi, còn tất cả các xe đều được giảm thuế. Cho nên quý anh chị sắp tới mua xe Hyundai thì được nhận ưu đãi tốt nha quý anh chị. Thì Venue bọn em có hai phiên bản, đây phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn. Thì phiên bản đặc biệt này thì hiện tại bên đại lý Hyundai Bắc Ninh bên em đang bán với mức giá là 552 triệu so với giá niêm yết của nó là 579 triệu. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì đang được bán với mức giá là 518 triệu so với giá niêm yết là 539 triệu. Giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận Bắc Ninh thì đâu đó rơi vào khoảng là 552 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn và 586 triệu cho phiên bản đặc biệt như trước mặt anh chị đây. Đó, chương trình trả góp thì em có áp dụng tối đa 80% giá trị xe. Thời gian vay tối đa là 8 năm. Lãi suất ưu đãi nó chỉ khoảng hơn 0,6% trên một tháng. Và đối với phiên bản Venue tiêu chuẩn thì là chỉ cần 143 triệu. Và phiên bản xăng đặc biệt, phiên bản đặc biệt thì chỉ cần 155 triệu là anh chị có thể là trả góp được chiếc xe này rồi. Quà tặng cho quý anh chị bao gồm là phim kích nhiệt, trải sàn da bọc vô lăng. Cùng em điểm qua một chút về cái thông số kỹ thuật của Venue nhé. Venue thì có kích thước dài là 3m995, rộng là 1m770 và cao là 1m645. Khoảng sáng gầm xe của chiếc xe này thì đâu đó rơi vào khoảng là 195 mm, nghĩa là 19,5 cm, rất là cao rồi ạ. Venue thì được mệnh danh là tiểu Palisade, cho nên là kích thước bên ngoài của xe và các cái thiết kế rất là hầm hố cho dù là một chiếc xe phân khúc gầm cao hạng A. Venue thì nổi tiếng với cái mức công suất của động cơ là tốt nhất phân khúc. Động cơ của xe được trang bị với dung tích là 1.0 turbo. Vâng, động cơ dung tích 1.0 có tăng áp cho công suất là 120 mã lực ở vòng tua 6.000 vòng trên khút. Mô men xoắn tối đa là 172 Nm. Được dẫn động với hộp số 7 cấp số ly hợp kép. Đó, thì anh chị có thể yên tâm là một chiếc xe với công suất tốt này thì vận hành rất là mượt mà, vận hành khỏe khoắn đó. Và động cơ turbo thì sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn động cơ hút khí tự nhiên thưa quý chị. Đến phần đầu xe thì phiên bản Venue đặc biệt này thì sẽ có lưới tản nhiệt mạ chrome này, cụm đèn pha cốt sẵn led chiếu qua bóng chiếu projector, rồi tích hợp thêm những cái đèn định vị ban ngày, đèn xi nhan, và đặc biệt là có thêm hệ thống đèn chiếu góc này, rất an toàn cho quý chị khi vào đường hẹp. La răng của xe thì cả hai phiên bản đều được trang bị với kích thước la răng là 16 inch. Đến phần gương triệu ngoài thì tích hợp xi nhan, tích hợp trên gương, kèm tính năng gập điện tự động, tay nắm cửa mạ chrome, tích hợp nút mở khóa thông minh. Phần đuôi xe thì phiên bản đặc biệt này thì có cụm đèn hậu, đó là cụm đèn hậu dạng led, có chữ turbo biểu hiện cho động cơ 1.0 turbo và có hai cảm biến lùi và có camera lùi tích hợp. Tiêu hao nhiên liệu của Venue rất là tốt, quý anh chị có thể để ý là ngoài đô thị là 4 lít 85, trong đô thị là 7 lít 4, và đường kết hợp nó rơi vào khoảng 5 lít 8, rất là tiết kiệm thưa quý anh chị. Đấy, phần cốp xe của Venue thì cũng rất là rộng đó. Venue thì có một cái cốp, nó có một cái khối hình hộp rất là rộng, anh chị có thể để được khoảng 2 thậm chí 3 4 cái vali nhỏ ở đây đó, thì tích hợp cho việc đi công tác cũng như việc đi anh chị đi du lịch đó. Cùng em phào lên phần nội thất của xe nhé. Nội thất của Venue thì được trang bị với tông màu đen kèm những cái đường viền mạ bạc, đó rất là sang trọng. Ở đây thì phiên bản đặc biệt thì sẽ có những cái công nghệ nổi bật như là đây, chúng ta sẽ có đầy đủ start stop cho cả hai phiên bản. Phiên bản đặc biệt này thì có tính năng là ga tự động này, cruise control, rồi tính năng đèn tự động, rồi màn hình sau vô lăng
nghĩa là màn hình đăng tin là màn hình digital, đó, màn hình kỹ thuật số. Còn chiếc màn hình giải trí trung tâm này, màn hình giải trí trung tâm của Venue thì nó với cái kích thước là 8 inch thì có tích hợp bản đồ định vị dẫn đường, rồi các công nghệ Apple CarPlay và Android Auto, tích hợp Bluetooth ở trên phiên bản đặc biệt thì sẽ có điều hòa tự động và các cái tính năng sạc, cổng sạc, rồi các tính năng cắm USB, rồi chế độ lái của xe. Chế độ lái của xe thì ở đây sẽ có 3 chế độ lái, là chế loại Eco tiết kiệm nhiên liệu, chế độ lái Normal và chế độ lái Sport, là chế độ lái thể thao. Xe thì được trang bị là phanh cơ, thưa quý anh chị. Venue phiên bản đặc biệt này thì số túi khí lên đến 6 túi nhé, thưa quý anh chị. Nó là một túi vô lăng này, túi ở bên phụ này, túi hai túi bên sườn và hai túi bên rèm ạ. Rồi cùng em đến với hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai của Venue thì với chiếc xe này thì cái chiều dài cơ sở của nó là 2,5 m. Thì cũng đánh giá cao là cái chiều dài cơ sở Venue rất là rộng, khá là rộng trong phân khúc rồi. Hàng ghế thứ hai của Venue anh chị cũng thấy là rất là rộng, đó, có cái độ ngả lưng ghế tốt này. Đấy. Cùng em ngồi đến đây thì thấy là cái ghế nó rất là êm, đó, có các cái hộc để đồ rất là tiện lợi. Đặc biệt là cửa của Venue đóng rất là chắc, đó, nó đóng rất là chắc chắn, cửa của Hyundai nổi tiếng đóng rất là chắc chắn. Đây là chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa, hàng ghế phía sau các cái cổng sạc, đó. Ghế của Venue thì hàng ghế thứ hai này có độ ngả lưng ghế tốt, thì cái ưu điểm của độ ngả lưng ghế tốt này thì cho các anh chị có thể là đi những cái cung đường dài nó không bị mệt mỏi. Đấy, tỷ lệ gập của hàng ghế thứ hai là gập phẳng, tỷ lệ là 60-40, giúp cho anh chị có thể để được nhiều hơn những cái hành lý trên hàng ghế thứ hai này nếu mà cần thiết. Thì